Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các phần mềm chuyên bán hàng về mô hình như là vật liệu xây dựng, điện nước hay là thiết bị vệ sinh, vân vân. Thì hôm nay mình giới thiệu cái cách bán hàng cho cái mô hình điện nước, vật liệu xây dựng hay là thiết bị vệ sinh cho một cái nhà cung cấp mà chuyên cung cấp cho những cái đơn hàng bán lẻ, bán sỉ và bán giá cho những công trường thi công và xây dựng. Thì mình biết mình quản lý được ngày hôm nay thì mình sẽ cái công trình đó sẽ mình đã giao bao nhiêu chuyến hàng và mỗi chuyến hàng thì có những cái vật liệu như thế nào. Đó, là như vậy. Thì ví dụ trong ngày đó thì cái công trình người ta muốn xem tất cả những hóa đơn của ngày giờ hôm đó như thế nào và sản phẩm như thế nào để người ta kiểm kê lại có đúng có khớp hay không. Đó nên là cái ưu điểm của phần mềm mình như vậy, nó sẽ liệt kê ra. Rồi thì đầu tiên thì mình nói về phần cài đặt, thì cái đây mình lướt sơ qua thôi. Thì phần cài đặt này sẽ có là một cài đặt hóa đơn phân quyền nhân viên ngày bán hàng, đúng không? Cái đặt hóa đơn thì ở đây là mình kẻ điền những cái thông tin cần thiết của hóa đơn mình thì in cho khách đó, cần thiết đó. Và in hóa đơn những cái mẫu nào và lưu lại là xong. Tiếp theo là cái phân quyền, nghĩa là mình phân quyền, nghĩa là có nhiều cái bậc khác nhau mình sẽ phân quyền, là những như phân quyền quản lý bán hàng, kế toán, nhân viên. Thì những cái mục nào được tích vào ra thì được quyền sử dụng cái tính năng đó và không được tích vào thì không được dùng tính năng đó. Rồi mình nói thêm về cái đơn vị, thì đơn vị nó sẽ là khách hàng và cung cấp của tin nhắn vào, nghĩa là khách hàng là mình sẽ điền thông tin những khách hàng vào khách hàng để mình bán hàng, còn không cần thiết thì mình sẽ điền vào lúc bán hàng chứ không cần thiết với điền trong này, nếu mình có thời gian rảnh thì mình điền trong này. Rồi tiếp theo là cái khách hàng, nhà cung cấp, nên là mình sẽ điền những cái nhà cung cấp vào đây, đây là nhà cung cấp đã cung cấp hàng cho mình. Đó. Rồi mình nói quan trọng về cái hàng hóa, kho hàng, đúng không? Rồi mình đi trọng tâm vào cái hàng hóa này. Thì hàng hóa nó sẽ có là danh sách hàng hóa và điều chỉnh hóa đơn theo giá, theo nhóm, in ma vạch, báo giá. Thì lúc sau mình sẽ nói vào những cái trọng tâm chính. Rồi giờ mình đi vào cái mục bán hàng đi cho nó nhanh nhất, tại vì cái phần mềm mình sẽ những cái tính năng đó thì khi mà mình sẽ tìm hiểu sau. Thì quan trọng là cách bán hàng như thế nào, nhanh hay không, thuận lợi hay không, hóa đơn như thế nào và quản lý tồn kho như thế nào và quản lý khách hàng như thế nào, đó là cái thiệt cần thiết nhất đối với khách hàng. Thì mình đi vào chính. Rồi bây giờ mình bán hàng, ví dụ đầu tiên mình sẽ bán hàng cho một khách hàng lẻ, không có khách hàng, người ta tới mua mình bán hàng thì chắc chắn rằng là sẽ có bán lẻ, người khách vãng lai, và có khách lấy về bán lại là đại lý á, hoặc là mình sẽ giao những công trường thì sẽ có những cái giá khác nhau. Đây mình như có giá lẻ này, giá sỉ và giá VIP. Giá lẻ mình bán lẻ bình thường, giá sỉ mình bán lại cho những người công trường là lấy hàng nhiều, và giá VIP nghĩa là giá mình bán cho những khách hàng là mua đi và bán lại, nghĩa là người ta đại lý cho mình. Rồi rồi bán hàng, ví dụ mình khách hàng mình chuyên về vật liệu xây dựng, cho nên mình đầu tiên là khách hàng như là kêu mua cát đi, ha, mua lẻ kì, chở tôi hay khu cát thì mình sẽ cát, thì mình gọi chữ CA và cát xe tô mình gọi chữ tô thôi, chữ tô thì nó ra luôn cát xe tô. Rồi mà nó mua tên xuống enter thì nó hiện lên cát xe tô. Cát xe tô hiện tại là mình đang là mình làm phần mềm thì mình hiện lên là cát xe tô này, giá lẻ này thì 500 ngàn một khối này, hiện tại là cửa hàng mình đang tồn này là 2.000 khối này, và cái giá nhập vào là 300 ngàn một khối. Thì những cái này á, là mình đang giới thiệu phần mềm cho nên mình để nó hiện lên hết tất cả. Còn nếu như các bạn mua về để sử dụng thì các bạn ẩn ra đi, thì nó tự động ẩn có số lượng này và ẩn cái dấu bấm này. Rồi mua hai khối thì mình bấm số 2 vào, rồi mình bấm F2 là sẽ bán hàng, hoặc là mình Enter. Rồi hai khối người ta mua thêm cái gì đó được không, hai khối khác người ta sẽ mua thêm sắt, như sắt phi 6, sắt số 6 thì số 6 thôi được rồi, sắt sắt 6 đây, sắt 6 enter.
Thì khi mình cái này, khi mình bố tên xuống này, mình vẫn thấy được này cái số lượng này. Số lượng là giá bán này 30 ngàn một ký này. Đang tồn kho là 1.000, đang tồn kho là 1.000 ký này. Đó, mình muốn xin em mà enter. Nó có nhiều giá khác nhau. Đây. Thấy không? À, giá này. Giá lẻ này. Giá sỉ này. Và giá VIP đó, nó rất là khác nhau, thấy không? 20, 30 này. 25. Thôi, mình bán giá lẻ thì mình giá lẻ. Rồi, mình bán là bao nhiêu ký? 5 ký. Rồi mình enter. Không 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 mình enter hạ xuống. Rồi, trường hợp này là mình bán hàng hoặc là bán hàng lẻ cho nên mình không cần đi khách hàng. Trong trường hợp này các bạn muốn chốt khó chỗ này, còn đến số lượng đây là nhập vào đang được số lượng này 5 hay 6 là mình tìm mình hay này, mình chưa lại cũng được, tìm mình rất nhanh. Rồi, mình thanh toán là mình sẽ bấm F12 này, thanh toán này. Nó sẽ là 1 triệu 680 ngàn đồng, mình sẽ đồng ý. Nếu khách hàng muốn chuyển khoản thì bấm chuyển khoản. Thì mình bấm chuyển khoản nghĩa là khi chuyển khoản thì khách hàng nó chuyển khoản cho mình. Người ta không, trường hợp bây giờ là người ta không đem tiền mặt. À, thôi anh đưa số tài khoản của chuyển khoản luôn. Thì cái chuyển khoản này như thế nào? Có nghĩa là khách hàng ngày hôm nay mình biết được là số tiền mình thu vào trong cái hàng mình là số tiền bao nhiêu, số tiền chuyển khoản và bao nhiêu số tiền tiền mặt thu được là như mình chuyển khoản này, mất chuyển khoản. Đó là tính tiền xong. Rồi, đó là mình bán hàng cho khách hàng lẻ chuyển khoản. Rồi mình, khách hàng tiếp, ví dụ mà khách hàng kêu các săn lấp, mình di chuyển bút tên xuống các săn lấp, enter. Đó, thì nó hiện lên là các săn lấp hiện tại là bán, là bây giờ mình bán cho khách hàng là kêu công trường đi, rồi mình chọn giá sỉ mình bán, rồi kêu 5 khối thì bạn thấy không, bán 5 khối này nó sẽ là giá sỉ, nó sẽ là giá lẻ, là giá lẻ này nó sẽ là 450 ngàn, giá sỉ nó sẽ là 400 ngàn, nó sẽ giảm lên 50 ngàn. Rồi các bạn biết đây đây là cái số lượng tồn kho của 53.000 khối săn lắp và giá nhập vào 200 ngàn một khối, rồi mình bán 5 khối. Rồi tiếp tục như đá. Khi mình đã bán giá sỉ thì tất cả đều bán giá sỉ trong lúc này, trong cái hóa đơn này. Nghĩa là khi mình chấp nhận bán hóa đơn là giá sỉ thì tất cả sản phẩm nó đều bán giá sỉ. Rồi. Đá 1 2 bán 3 khối. Enter. Enter luôn. Rồi tương tự như vậy. À, mình rồi hai khay mặt hàng đi, hôm nay chở cho tôi là cắt săn lắp 5 khối chiến này này, rồi chiến tiếp theo một chiến luôn là đá 1 2 3 khối. Rồi khách hàng tên gì, như mình ghi công ty A, ghi số 1 đi, công ty A đi ha. Ở đây mình Dương rồi đi, nếu mình biết công ty A thì biên C đó. Rồi mình thanh toán, thì lúc này thường thường là mình chở tới công trường, thì công trường này á thì chắc chắn rằng là thường thường là không đưa tiền mặt, người ta nợ thì đầu tiên mình sẽ thanh toán nợ đi cái đã. Rồi mình đồng nợ đây là hóa đơn này, nó có thông tin công ty đó, số hóa đơn và khách hàng công ty gì và địa chỉ ở đâu, nếu có điện thoại là điện thoại luôn, và công nợ này 2.870.000 đồng. Đó, đó là cái công ty A kêu thêm sản phẩm tiếp, cũng chở tiếp sản phẩm một chuyến thứ hai, chuyến thứ hai người sẽ công ty A là mình gọi số 1 luôn. Đây. Nhưng không kêu cát nữa, kêu sắt. À, sắt 16. Bán cây, bán cho 5 cây. Rồi, enter. Thì còn thấy là sắt phi 16 này đang tồn là 100 cây này. Rồi, sắt 6. Sắt 6. Sắt 6 đang tồn hiện tại là 994 cây. Ký chứ. Rồi, mua 10 ký. Rồi, chiếc này chở sắt. Rồi, chắc mình cũng muốn in view trước này, các bạn thấy không? Đây. Cái đấy mình muốn lưu số điện thoại khách hàng vô đây. Số điện thoại ở đây. Đây, mình sẽ in view thêm. Đây, mình số điện thoại sao cũng được, thì nó hiện lên điện thoại lên. Rồi, đây thấy không? Hóa đơn thứ ba này, công ty A này, ở Bình Dương này, điện thoại này. Đó, là. Rồi, mình in view cũng xem đây. Thì khi mình in view lên, thì nó sẽ là hiện tại view là 1 triệu 8 này, nợ cũ là 2 triệu 870 ngàn đồng. Lúc nào mình thanh toán nợ luôn thì mình thanh toán nợ này. Đó. Khi mình nhập vào thì phần mềm nó hiện lên này. Đó, nợ cũ hiện tại của khách hàng này công ty A là 2 triệu 870 ngàn đồng. Đó, rồi mình nếu mà khách hàng lúc nào trả nợ thì thu luôn, còn không mình thanh toán nợ tiếp.
Rồi, đồng ý, cũng thanh toán đã. Rồi, rồi. Xong. Đã là thứ nhất. Rồi công ty A cũng gọi tiếp. Đấy là mình hôm nay mình giới thiệu cái phần mềm là quản lý cái đơn hàng trong ngày đó. Rồi công ty A số 1 tiếp, enter. Rồi. Thì người ta bây giờ lúc này là không kêu nữa, mình kêu là bồn, bồn cầu. Rồi. Bồn cầu, kêu hai cái bồn cầu. Rồi. Bồn cầu mình xem được hiện tại đang tụ 100 cái này. Giá nhập vào 800.000 đồng này. Đây. Enter luôn. Bồn cầu. Người ta gọi là bồn cầu này, rồi cái mua thêm gì nữa không? Đó, cái mua thêm mình sẽ bán thêm vô thêm như cát, đá, xi măng, cát hoặc là đá gì đó. Đó. Thêm hoặc là bồn cầu sắt thì đó, mình mua thêm mức sắt đó, sắt thêm 16 đi và sắt 6 đi. Mua thêm đi, đằng này mua thêm 5 kg nữa. Rồi, ta. Cũng thanh toán là công công đã họ đây rồi là xong đó, đó là cái công ty thứ nhất. Rồi tiếp theo công ty bây giờ mình đang bán cho băng giá sỉ, giá sỉ là giá sỉ cho khách hàng đó. Rồi bây giờ mình bán tiếp cho một cái cửa hàng mua để bán lại đi, rồi mình sẽ bán lại, mình sẽ bán giá là giá VIP thế nào, như là các kêu bán lại các salad rồi kêu 5 khối, giá là giá VIP rồi nó sẽ 350 ngàn này, giá sỉ này 450 ngàn này, nó sẽ chênh lệch 50 ngàn đồng, có thể không? Rồi enter enter rồi. Kêu một xe cắt rồi kêu tiếp một xe nữa các sang lắp các xe tô 5 khối nữa đi, giá VIP. Công ty B số 2 đi. Rồi địa chỉ Bình Dương đi. Rồi. Xong điện thoại 0909 313809. Mình sẽ thanh toán mỗi view thành view đây. Đây. À, công ty B hóa đơn thứ 5 ở Bình Dương luôn, cái điện thoại. Rồi mình sẽ thanh toán công nợ. Đây công nợ đây. Thì công ty B cũng kêu tiếp chỗ này đi giao hàng cho một cái nơi khác tiếp thì như thế nào, mình cũng công ty B luôn, thôi mình cứ ghi công ty B thôi, thì công ty B đó là số 2 bán tiếp như là sắt sắt thêm 16 đi, tôi mua 3 cây sắt thêm 16 hiện tại còn tồn là 95 cây này. Rồi bồn bồn cào 2 cái, bồn cào hiện đang tồn 98 cái này. Enter. Sắt phim 16 5 5 3 cây, bồn cầu 2 cái. Rồi đá. 1 2 kiểu 3 khối. Đá 1 2 còn tồn 2.997 khối. Rồi mình cũng thanh toán, muốn xem trước thì xem trước đây. Số tiền mới là 4 triệu 2, số tiền cũ là nợ 3 triệu 750. Rồi mình muốn thanh toán công nợ thế nào tiếp. À, như này. Rồi, ngày hôm sau nếu khách hàng muốn trả nợ thì mình chỉ nhập phút này thôi. Rồi hiện lên thì công ty B này đang nợ số tiền là 7 triệu 950 ngàn đồng. Nếu muốn thu nợ bạn muốn thu nợ, nếu mà chưa mình phân quyền cho thu nợ này, thu nợ. Rồi tiếp theo bây giờ khách hàng yêu cầu là cho tôi xem tất cả những cái hóa đơn, cái hóa đơn mà ngày hôm nay tôi lấy hàng những sản phẩm nào để tôi so sánh những cho in ra một cái tờ hóa đơn để mình so sánh những cái phiếu giao hàng ngày hôm nay. Rồi thì mình vào đây, mình vào báo cáo bán hàng, rồi báo cáo bán hàng. Rồi bây giờ mình sẽ xem công ty nào chi tiết này, chi tiết doanh thu theo khách hàng, báo cáo nhóm theo khách hàng, bản kê chi tiết theo khách hàng đây. Rồi tôi muốn xem ông công ty A thì cần xem thì click cho công ty A đây, thì các bạn thấy như thế này đó, thì trong này mình sẽ bán ba hóa đơn này đó, hóa đơn này hóa đơn thứ nhất là 2.870.000 đồng, hóa đơn thứ hai là 1.800.000, hóa đơn thứ ba là 2.550.000 đồng, tổng nợ hôm nay là 7.220.000 đồng. Thì cái này thế nào, thì tất cả ba hóa đơn này đều là nợ hết. Hóa đơn thứ nhất nó sẽ là 5 khối cát san lấp,
3 khối đá 1-2. Hội đồng thứ hai sẽ là 5 cây sắt phi 16 và 10 ký sắt phi 6. Tương tự hội đồng thứ ba sẽ là 2 cái bồn cầu và 5 cái sắt 6. Đó, rất rõ ràng. Thì lúc này mình chỉ việc in ra và xuất cái sale này nghe, mình xuất cái sale khách hàng công ty A này, đó, xuất cái sale này, đó, thấy không? Khách hàng công ty A này, đó, ngày hôm nay, hồi đầu thứ nhất là những cái gì, tổng tiền, hồi đầu thứ hai tổng tiền, hồi đầu thứ ba tiền, là nó sẽ chi tiết ra trong ngày hôm nay là công ty A đó mình đã chở đi đó bao nhiêu chuyến và trong bao nhiêu chuyến đó nó có bao nhiêu hóa đơn. Thì khi có hóa đơn mà nhân viên đi chế giao hàng thì đã đưa ra một cái biên lai ký với cái người nhận hàng, thì cái người chủ đó người ta về người ta lấy những cái hóa đơn biên lai đó người ta so sánh lại với cái hóa đơn của công ty của cửa hàng bán hàng gửi lên thì trùng khớp hay không. Thì hóa đơn thứ nhất ký số tiền là 2.870.000 đồng, nó sẽ có những cái gì, nó sẽ có là 5 khối cát san lấp và 3 khối đá 1-2 đúng. Tiếp theo hóa đơn thứ hai sẽ nó là 1.800.000 đồng, sẽ có là 5 cây sắt phi 16 và 10 ký sắt 6 đúng luôn. Tiếp tục như vậy thì hóa đơn thứ ba 2 cái bồn cầu và 5 ký sắt 6, 2.575.000 đồng, thì nó sẽ là tổng số tiền là 7.220.000 đồng. Rất rõ ràng. Thì lúc này mình sẽ việc là cầm cái đai, mình chụp hình gửi mail hoặc là mình gửi Zalo cho khách hàng. À, rất rõ ràng. Hoặc là mình muốn in ra, mình in ra cái này, in này, in báo cáo. Thì muốn in cái nào, in ra. Đây, rất rõ ràng các bạn. In cái tờ giấy này, in ra gửi cho khách hàng. Còn in ra mình đem in ra thì đi khi nhân viên đi giao hàng mình in tờ giấy này ra, in tờ ra rồi đưa cho người chủ ta xem được ngày hôm nay này, ngày 13 tháng 6 2022 này. Đó, thì mình đã nhận là 3 cái phiếu, thì trong này nó có 3 cái hóa đơn, 3 cái phiếu y chang như cái hóa đơn mà nhân viên đưa cho mình. Rất rõ ràng như vậy. Đó là cái quản lý chi tiết từng hóa đơn trong ngày cho khách hàng. Tiếp tục mình muốn công ty B người ta cũng muốn xem thì sao, đi thành vô là khách hàng chi tiết khách hàng, rồi mình chọn đây công ty B. Công ty B hôm nay là muốn gì, mua 2 cuốn hóa đơn. Cuốn hóa đơn thứ nhất là sẽ là số tiền 3.750.000 đồng. Hóa đơn thứ nhất là có gì, là 5 khối san lắp, 5 khối các xe tô. Hóa đơn thứ hai là 4.200.000, gồm những cái gì, gồm là 2 cái bồn cầu, 3 khối đá 1-2 và 3 cây sắt phi 16. Rất rõ ràng. Muốn in là in, muốn xuất cái xe cũng vậy luôn, tương tự như vậy. Đó là đem đối chiếu với khách hàng rất rõ ràng nhanh. Còn lúc đó là mình đối chiếu những hóa đơn trong ngày đó đối với khách hàng để là so sánh những từng hóa đơn rất rõ ràng. Còn nếu như khách hàng muốn biết là công nợ bao nhiêu thì mình cũng như này, vô công nợ phải thu. Đây, mình sẽ click như công ty A thì list cho công ty A. Đây, rồi mình bấm nút xem. Đây, ngày hồi nãy á, là trong cái báo cáo thì nó liệt kê chi tiết từng hóa đơn trong ngày đó, mỗi hóa đơn có những cái vật liệu gì. Rồi còn công nợ thì công nợ nó sẽ gom lại như thế này, ngày hôm đó thì lấy tổng số cát san lấp là bao nhiêu khối, tổng số đá 1-2 bao nhiêu khối, tổng sắt sáu bao nhiêu cây, là nó gom lại ngày hôm đó là lấy tổng những cái gì, rất rõ ràng. Đó, nợ bao nhiêu tiền, chưa trả bao nhiêu, đó, rất rõ ràng. Tương tự như vậy thì khách hàng tiếp theo thì cũng như vậy thôi. Công ty B công ty B đây, công ty B đây, công ty B đây, xem đây, công ty B đây, mình cũng xem, in xem đây, 7.950.000 là công ty B. Thì công ty B là 7.950.000 đồng. Đó, thì cũng san lấp xe tô sắt 16 bồn cầu và 1-2 là công ty B. Đó, thì những công ty nào muốn in phiếu công nợ thì mình chỉ in phiếu công nợ hoặc là xuất Excel.
mình xuất Excel này, xuất Excel mình gửi hoặc là in ra xuất Excel này. Đây đây đó, công ty B Bình Dương đây, mình xuất Excel. Thì mình xuất Excel á thì nó sẽ hình đúng hiện ra từng hóa đơn. Hóa đơn thứ nhất là có những sản phẩm nào và tổng tiền bao nhiêu. Hóa đơn thứ hai cũng vậy, nó sẽ tổng tiền bao nhiêu, nghĩa là nó không tổng tiền cho từng hóa đơn nhưng mà công nợ, khi mà xuất Excel công nợ thì nó sẽ in ra từng hóa đơn và chi tiết từng sản phẩm. Đó, rất rõ ràng như vậy. Đó là cái quản lý chi tiết công nợ, quản lý chi tiết từng hóa đơn trong ngày của khách hàng. Đó rất rõ ràng cho mình. Rồi cuối ngày mình cũng xem, tiếp theo mình xem cái lãi lỗ, thì báo cáo này, báo cáo lãi lỗ đây. Lợi nhuận này, lợi nhuận mình bước bước lợi nhuận mình không biết và không biết từ khách hàng nữa, mà không biết hôm nay mình bán tổng cửa hàng mình, tổng cửa hàng mình bán là bao nhiêu sản phẩm gì, thì mình vô chi tiết bán hàng ngày hôm nay này, nó gom lại hết. Đó, là chi tiết bán hàng ngày hôm nay là bồn cầu bán được 4 cái, các sàn lắp bán được 10 khối, xe tô bán được 8 khối, đá bằng hai bán được 6 khối, tương tự sắt 16 bán 8 cây và sắt 6 bán được 21 kg, tổng tiền là 16 triệu 850 ngàn đồng. Đó. Còn hóa đơn là hóa đơn này bán được 1, 2, 3, 4, 5, 6 hóa đơn, trong này có một hóa đơn có lẽ là trả tiền mặt, còn bốn hóa đơn của khách hàng là công công nợ ở đây, nợ ở đây. À, rất rõ ràng các bạn. Đó. Tiếp theo mình sẽ xem lãi lỗ trên từng hóa đơn. Đây là lãi lỗ hóa đơn, mình lại click vào doanh thu lãi lỗ hóa đơn đơn hàng. À, hóa đơn thứ nhất mình lãi được này, bán là 1.680.000 đồng, giao tiền vốn là 990.000 đồng, mình lợi nhuận là 690.000 đồng. Tương tự như vậy, VA hóa đơn thứ nhất mình lãi được 1.270.000, hóa đơn thứ hai lãi được 600.000, hóa đơn thứ ba lãi được 875.000, tương tự như vậy. Đó, lại lợi nhuận trên từng hóa đơn. Còn lại những tin từng mặt hàng là đây, mình click vô chi tiết lợi nhuận. Đây bồn cầu mình bán bốn, số lượng 4 cái, bán là 1.200.000, tổng tiền là 4.800.000, giao vốn là 800.000, lợi nhuận là 400.000 đồng trên một cái, thì 4 cái mình lợi nhuận là 1.600.000, tương tự như vậy. Đó, rất rõ ràng. Đó, lợi nhuận đây sẽ là tổng số tiền bán ngày hôm nay là 16 triệu 850 đồng, mình sẽ lợi nhuận là 6 triệu 055 ngàn. Đó, rất là rõ ràng. À, biết được hôm nay lợi nhuận bao nhiêu tiền để mình biết mà cân đối với cái công ty của mình. Đó là cái báo cáo bán hàng chi tiết khách hàng, lợi nhuận trên từng sản phẩm, lợi nhuận trên từng hóa đơn của khách hàng. Đó là cái bán hàng rất là rõ ràng cho mình. Rồi tiếp theo mình sẽ xem cái gì, xem cái báo cáo tiền mặt đây, nghĩa là như thế này, ngày hôm nay đưa tiền mặt là không có này, mình thu tiền trực tiếp người ta đưa tiền không có này, chuyển khoản là bao nhiêu, chuyển khoản là 1.680.000 đồng, nợ là bao nhiêu, nợ là 15.170.000 đồng, tổng này bán được là 16.850.000 đồng. Có nghĩa là để mình biết được ngày hôm nay mình thu tiền mặt là bao nhiêu tiền, và người ta chuyển khoản vào tài khoản mình là bao nhiêu tiền, và tiền nợ là bao nhiêu tiền, là rất rõ ràng cho mình. Đó là các tiền mặt trong cửa hàng ngày hôm nay. Rồi tiếp theo là mình xem các tồn kho, kho hàng. À, tồn kho này, kho này đó, làm tiếp hôm nay đó, các xe tô đang tồn 1.992 khối, tồn là 597 triệu 600 đồng, tương tự như vậy. Đó. Còn thấy rõ ràng không? Đó. Biết được số lượng tồn của từng vật liệu sản phẩm, biết được số tiền, số lượng tồn và biết được số tiền còn tồn của từng sản phẩm, và biết được số tiền tồn của cửa hàng mình hiện tại là bao nhiêu tiền. À, hiện tại cửa hàng mình còn tồn là 1.905 triệu 205.000 đồng. Đó. Rất rõ ràng các bạn. Cái này là như thế nào? Đó, nghĩa là mình biết được để mình khi mình gõ sản phẩm lên, khách hàng tới mua đặt hàng thì mình biết được là số lượng tồn, ví dụ như vậy. Mình nói là như vậy. Cái tồn kho như thế nào? Còn kho là đi biết gì nên thế này. Là mình biết được để mình cân đối được số lượng tồn kho để mình nhập vào thêm. Để mình biết được mình khi khách hàng điện tới đặt hàng thì mình biết được cửa hàng mình còn tồn những cái gì, số lượng bao nhiêu để mình chốt khách hàng để mình bán hàng.
còn không thì mình sẽ nhập tiếp vào. Và mình biết cân đấu được là hiện tại là số tiền còn tồn của từng sản phẩm và số tiền tồn của tổng cửa hàng mình là bao nhiêu. Nhưng mà nói vậy, một khi khách hàng tới đặt hàng đi, công ty B tới đặt hàng đi, thì đặt hàng như thế này, thì khi mà gọi tới anh hiện tại giao tôi 100 cây sắt phi 16, thì mình gõ sắt phi 16 đấy. Đây, sắt phi 16 hiện tại nó còn tồn 92 cây, đúng không? Thì hiện tại em biết cửa hàng mình này, enter này, hiện tại sắt phi 16 còn tồn 92 cây mà khách hàng đặt 100 cây, thì chắc chắn mình sẽ thiếu đi là 8 cây. Thì lúc này mình sẽ nhập về liền, hoặc là mình điện cho một đại lý khác giao cho mình hàng. Đó là cái tồn kho như thế này rất quan trọng, thì hiện kho đó là mình biết. Vì là anh cho tôi 50 kg sắt 6, mình có sắt 6 đây, sắt 6 đây, hiện tại nó còn tồn là 979 kg này đó, thì mình biết là số lượng tồn của nó này còn tồn 979 kg, thì mình biết được là mình hiện tại sắt 6 còn 900 mấy ký, không sao, mà mình bán vô tư, mình bán khách hàng đặt vô tư. Tương tự như vậy, mình thử ra, mình thử ra, ví dụ như đá 1-2 đá, mình gọi lên viên đá liền này, đá hiện tại là còn tồn này, 92.994 khối này. Đó, hiện nay này sắt đá còn tồn là 2.994 khối, thì lúc này khách hàng đặt bao nhiêu khối mình bán vô tư. Đó, nghĩa là cái tồn kho đây là để làm gì, để mình biết được là cửa hàng còn tồn bao nhiêu, và để mình biết được khách hàng đặt tới bao nhiêu, mình để mình cân đối để mình nhập về hay mình còn để mình bán hàng. Đó là cái công lý kho là quan trọng như vậy. Đó, cái cửa hàng của mình là quan trọng nhất, là cái vấn đề là quản lý chi tiết từng hóa đơn đó, để mình biết ngày hôm nay là khách hàng ngày hôm nay mình chở cho tới công trình đó là 100 chuyến hay là 10 chuyến gì đó, thì chắc chắn mình chở 10 chuyến thì chắc chắn là mình phải giao 10 hóa đơn để ký nhận hàng. Đó. Thì bây giờ ông chủ kia, bây giờ anh in cho tôi một trong ngày hôm nay là anh chở cho tôi bao nhiêu chuyến hàng, và mỗi chuyến hàng tôi ký đó là có bao nhiêu mặt hàng, thì trong in ra những chuyến hàng đó, những hóa đơn đó sẽ trùng khớp với hóa đơn đã ký. Đó là rất quan trọng, là cái này đó, là mình nói lại vấn đề đó là chi tiết khách hàng công ty A. Khi mình list vô thì nó in ra này, thấy không, ba con hóa đơn, mỗi hóa đơn tổng tiền bao nhiêu và mỗi hóa đơn có sản phẩm gì. Đó là rất cần thiết cho cái người mua hàng để đấu chiếu rất rõ ràng ngày hôm đó là chở bao nhiêu chuyến, và mỗi chuyến có một hóa đơn và có hóa đơn đó nó trùng khớp với hóa đơn in ra hay không. Đó, như này, in ra này, đây, đó, in ra mình đưa khách hàng liền, khách hàng yêu cầu mình in ra liền, đó, rất rõ ràng. Hôm nay tôi chở 3 chuyến trùng khớp với cái hóa đơn của anh. Đó, một chuyến thứ nhất là những cái gì, chuyến thứ hai những cái gì, chuyến thứ ba những cái gì, đó, rất rõ ràng như vậy. Chuyến thứ nhất là tổng số tiền 2 triệu mấy, đúng không, đúng y. Chuyến thứ hai, thứ ba là tổng tiền bao nhiêu và tổng số lượng sản phẩm là bao nhiêu. Đó, rất là rõ ràng. Đó, thì hôm nay mình giới thiệu các bạn về cái ưu điểm của phần mềm mình cho cái mô hình và sử dụng hay điện nước hay là thiết bị vệ sinh gì đó, vân vân. Đó là rất cần cho cái nhà